Em xin chào các bác nha, hôm nay em giới thiệu đến các bác một chiếc Pigatone. Chiếc xe này thì nó có cái size đang đứng, đoán tim là 47, ngang 51 nhé. Và chiếc xe này là sườn nhôm nhé. Sườn nhôm, cái cuộc trước là thép, cuộc trước thép, càng sau càng chéo là bằng thép luôn nhá, nó chỉ có 3 ống nhôm, 3 tít nhôm này. Đó, nó có hiệu là xe đắt. Nó đi cái cấu hình 2 đĩa và 6 lít của Shimano 500EX, vi đông bông tăng của Sake và cặp liền Aiza nhá. Bây giờ em xin quay vào chi tiết. Đầu tiên bông tăng của Custom này, cái này là keo nhé, cái này nó đi là hết, nó là keo luôn. Đây đi đâu Sake CT Japan này, đôi tay thắng Shimano EX. Mã hiệu đầy đủ, ngàn tháng Shimano EX luôn nhá. Cái này để lâu nó vậy thôi, cái này về nó chùi đi là nó lên ngay, nó sáng lên. Đùm cũng vậy, đùm cũng của EX, niềm Aiza. Cây phuộc này là bằng thép nha các bác nha, phuộc thép này, dây âm sườn này, tay kéo. Giò đi đấy. Giò này là màu sơn trắng nha các bác nha. Sơn trắng rồi, vi đen, nhôm. Đây, sang đĩa. Xong lít 6 lít nhé. Dòng lít Nhật này nó quá bền, răng cửa nó còn vuông. Đây em vừa xe này anh ấy để không đi này, anh chủ anh cũ anh để không có đi, em vừa tra dầu vào đó. Đây vành sau nhôm nhá, cam chì. Nhìn đằng trước sau này, đồng bộ full group nhá. Cái này là full rồi. Yên và cọc yên. Cọc yên nhôm CT này. Yên còn đẹp này. Dây thì đã được đi âm sườn nhá. 3 ống nhôm nhá. 3 ống nhôm còn đâu là càng thép. Cuộc sau thép. Cuộc trước thép. Đen thì đây K79 thì đây. Xe này trước thì được sử dụng ở thị trường Nhật. Pigatone Custom này. Tem mác rất nhiều. Nhưng tổng thể xe còn liền lạc nha các bác nhá. Em xin nhắc lại chiếc xe này nó có size ống đứng, đo tâm là 47, ngang là 51 nhé. Xe này thì phù hợp với các bác 1m58, 1m60 đến 1m70 đi đẹp nhé. Và chiếc xe này thì nó zin nguyên bản như vậy. Và anh chủ bây giờ anh muốn thanh lý nhờ em đăng hộ. Chiếc xe này thì giao dịch ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nhé, và có ship hàng toàn quốc nha các bác nhé. Em xin được phép được báo giá luôn là giá mong muốn cho gia chủ của chiếc xe này là 10.500.000, chỉ có 10.500.000 thôi. Một chiếc xe Nhật 3 tiếp nhôm, càng trước càng sau càng chéo bằng thép, sử dụng bộ group
Shimano 500EX sử dụng tay kéo nha, hai đĩa là 6 lít, cặp vành Aiza nhôm, căm thì căm chì nha. Thì bác nào mà muốn sở hữu em nó về tập thể thao, tập thể dục thì liên hệ với em theo số điện thoại 0918409990 ạ. Kết nối Zalo em sẽ gửi cho em hình ảnh chi tiết chiếc xe này thì nó có hiện tại là cặp lốp của nó rất mới, còn nguyên mới nguyên 700-28C này, gọng nước cũng biết đầy đủ hết nhé, chuông có nha. Nói chung tổng thể chiếc xe nhìn là cứ theo thời gian thôi, giá thì em thấy nó quá hợp lý rồi. Em xin nhắc lại giá chiếc này là 10.500.000. Số điện thoại em có ghi ở tựa đề nhé. Các bác theo dõi kênh YouTube của em, các bác nhớ đăng ký kênh để khi em đăng xe lên YouTube họ sẽ thông báo cho các bác nhé. Bây giờ em xin kết thúc video đây. Xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.